Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, tôi là Phạm Thành Biên, chuyên gia phân tích và đầu tư tài chính. Hôm nay tôi xin phân tích cái bản giá gold và xu hướng của đồng đô index cho tuần tới. Đề nghị anh chị, quý anh chị theo dõi. Nếu quý anh chị chưa theo dõi hai cái phương pháp này, có thể kiểm tra lại cái đường link của hai cái video lần trước, đó là phân tích đa mô hình tập 1 và tập 2, để chúng ta được biết cái bài phân tích này đầy đủ hơn. Như ở trên màn hình chúng ta đang quan sát, chúng ta đây là đồ thị của giá vàng quốc tế. Ở trên đồ thị này thì ở trên hai bài phân tích trước thì tôi đã sử dụng phương pháp phân tích đa mô hình kết hợp từ cái nhìn từ gần đi đến xa để chúng ta có nhìn nhận ra các cái mô hình, các cái điểm vào lệnh. Và cái điểm hiện tại như bây giờ là đang có một cái vùng hỗ trợ ở mức giá là 1260. Đấy, mức 1260. Đấy, mức này. Mức 1260 thì chỗ này nó đóng vai trò là mức hỗ trợ. Và ở tuần này thì chúng ta sẽ chờ cánh mua ở trên cái vùng giá này. Và mức tiếp theo nó sẽ tịnh tiến đi lên, đó là đầu tiên phải đi qua cái trend màu vàng, cái cạnh dưới của kênh tăng ở khu vực khoảng 1274-1275. Tiếp theo đó đến cái mức bước tiếp theo, đó là 1285. Và khi chinh phục thành công mức 1285 thì nó đến mức tiếp theo, đó là có mức lịch sử là 1295. Anh chị em xem lại cái video lần trước ở phần 1 và phần 2 để biết được cái mức 1295 là mức nào. Và sau khi chinh phục thành công mức 1295 thì xu hướng tiếp theo đó là cần phải đi qua neckline màu vàng này. Đấy, neckline màu vàng này. Đó. Cần phải đi qua neckline màu vàng này. Ở khoảng giá là quanh 1299 và 1300. Đó là các cái bước giá cho xu hướng đi lên. Còn nếu như một trong 1-2 tuần tới mà mức giá 1260 không được duy trì thì lúc đấy nó sẽ đi vào kênh giảm tiếp tục. Và hiện nay là cái mức giá 1260 đang đóng vai trò là một cái mức giá rất là quan trọng. Đứng trên ngưỡng giá này thì giá có thể tịnh tiến lên các mức giá tôi vừa phân tích lúc vừa qua, đi qua các ngưỡng giá như thế này để đạt xu hướng đi lên. Để khẳng định cho cái điều đó một lần nữa thì chúng ta cần phải quan sát cái chỉ số sức khỏe của đồng đô la index. Nó bật sang đồ thị đô la index. Ở đồ thị đô la index thì chúng ta nhìn ở đồ thị tầm xa một chút, đồ thị D1 ở hiện nay đang là vào nhịp giảm từ nhịp T2 đi về nhịp giảm L2 ở phía dưới này. Thì cái nhịp đầu tiên đi về A lớn nó đã hoàn thành và bây giờ đang ở nhịp đi lên B lớn. Và nhịp từ A lớn lên B lớn nó đang đi theo nhịp ABC đi 3 nhịp. Và cái nhịp A nhỏ là đã kết thúc và từ đây bắt đầu đi vào một nhịp giảm. Thế vậy từ A giảm về B thì làm cho cơ hội cho kim loại quý tăng giá. Thế vậy chúng ta quan sát cận cảnh hơn một chút nữa là từ A lớn lên A nhỏ, chúng ta có thể chuyển về đồ thị H4. Chuyển đồ thị H4. Từ A lớn lên A nhỏ nó đã đi đủ 5 nhịp tăng và bây giờ đồ thị đi vào nhịp điều chỉnh từ A nhỏ đi về B nhỏ. Đấy, vậy ở cái khu vực hiện thời bây giờ đang chờ đợi một cái nhịp phục hồi nhẹ của đồng đô. Và sau đó là từ nhịp phục hồi nhẹ này và nó sẽ đi chuyển động đi vào nhịp giảm. Và chính cái nhịp giảm đi từ A về B này làm giúp cho giá kim loại quý của chúng ta tăng trưởng. Đấy, giúp kim loại quý tăng trưởng. Nhưng mà chúng ta quay trở lại cái đồ thị của giá gold. Điều kiện để cho kim loại quý tăng trưởng là cái bước giá 1260 được duy trì và lần lượt chinh phục các bước giá ở phía trên, mức kháng cự là 1275, 1285, 1295 và 1299. Đó. Nếu mà giá gold mà trong cái ngắn hạn khi mà tạo cái điểm truy hồi là 1265 này được coi là điểm kiểm lại vùng đáy thì lúc đó bắt đầu nó chinh phục các bước giá trên và hình thành một kênh tăng mới. Đấy, hình thành một kênh tăng mới như tôi đang vẽ đây. Đấy, tôi để màu trắng đi cho nó khác màu. Hình thành một kênh tăng mới, kênh tăng nhỏ. Đấy. Một kênh tăng nhỏ mới như này. Và đây sẽ là xu hướng cho cái quý cuối năm 2017. Như vậy quý anh chị nhà đầu tư hãy quan tâm theo dõi các cái bài phân tích của tôi thường nhật, hoặc có thể là 1-2 ngày một bài phân tích, hoặc là một đầu những tuần mới để chúng ta cập nhật các xu hướng để đón đầu xu hướng của một những nhịp sóng mới. Cái biểu đồ đô index này tôi sẽ cập nhật liên tục thường xuyên trên trang web catching.com để chúng ta có thể theo dõi cái xu hướng nhanh nhất. Phạm Thành Biên xin chào và chúc toàn thể anh chị quý nhà đầu tư được một tuần làm việc hiệu quả.
tiền về mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.